Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Bích Lệ một lần nữa. OTIF hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Các gốc tự do không ngừng xuất hiện sau tuổi 30, làm tổn thương tế bào thần kinh não, gây ra các bệnh lý mạch máu não và tình trạng sa sút trí tuệ. OTIF chứa các dưỡng chất sinh học quý từ blueberry có tác dụng chống gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường khả năng hoạt động cho não. OTIF chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não. Sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ làm nên sức quyến rũ diệu kỳ của phái đẹp. Nhưng sau tuổi 40, nhiều triệu chứng bệnh lý xuất hiện do sự suy yếu của não bộ, tuyến yên, buồng trứng. Sâm Angela, tinh chiết từ Lepidium và các thảo dược quý cung cấp dưỡng chất giúp não bộ, tuyến yên, buồng trứng duy trì tốt hoạt động. Sâm Angela, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Apollo Silicon, keo silicon từ Mỹ và Nhật Bản. Apollo Silicon, keo silicon từ Mỹ và Nhật Bản. Các gốc tự do không ngừng xuất hiện sau tuổi 30, làm tổn thương tế bào thần kinh não, gây ra các bệnh lý mạch máu não và tình trạng sa sút trí tuệ. OTIF chứa các dưỡng chất sinh học quý từ blueberry có tác dụng chống gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường khả năng hoạt động cho não. OTIF chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não. OTIF hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Quý vị đang trở lại với đêm chung kết 1 cuộc thi tiếng hát mãi xanh 2013. Thưa quý vị, và sau khi mà 9 thí sinh cũng đã thể hiện phần thi của mình, bây giờ là lúc chúng ta cùng thưởng thức giọng hát của người giám khảo khách mời đặc biệt trong đêm ngày hôm nay. Chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Lá đổ muôn chiều, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.